Của bản hùng ca trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam vẫn vang mãi, mà đỉnh cao là thắng lợi 30 tháng 4 năm 1975, đưa đất nước ta hoàn toàn độc lập thống nhất. Đó là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt. Thế tôi cũng là lần đầu tiên đến Sài Gòn, đến thành phố Hồ Chí Minh và được đến thăm Dinh Độc Lập. Ngày xưa và bây giờ gọi là Dinh Thống Nhất thì thực sự là rất xúc động, vì là từ bé thì chúng tôi đã nghe thấy cái chỗ này nó ghê gớm lắm. Ở đấy là cái nơi hang ổ của kẻ thù, là cái nơi Tổng thống Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nó làm đủ mọi thứ để nó giết hại nhân dân, chia cắt đất nước. Bây giờ thì trở thành một cái di tích văn hóa để nhân dân đến để nhìn nhận lại các mọi vấn đề, thì cũng thấy rằng là cái thành quả của cách mạng là đã đánh đổ được cái chế độ thực dân bán nước, đã đem lại cái cuộc sống ấm no cho dân. Đã 30 mùa xuân qua, nhưng hồi ức chiến thắng của người lính Phạm Xuân Thệ luôn tươi nguyên. Trong thời khắc hào hùng của lịch sử dân tộc, chính ông là người thảo tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống chính quyền Ngụy Sài Gòn. Khi vào đến Dinh Độc Lập gặp quân nội các của chính quyền Dương Văn Minh thì với cái khí thế là quyết chiến quyết thắng và người chiến sĩ cách mạng là chỉ có tiến công, cho nên chúng tôi kiên quyết bắt cái nội các chính quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lúc thảo quân này tuyên bố đầu hàng ấy, tôi nghĩ ra là tôi đại tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn xin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước sức mạnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đấy. Và kêu gọi chính quyền từ trung ương đến địa phương bỏ vũ khí, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam. Thì chúng tôi rất là phấn khởi và rất là vui. Và coi như mình cũng đã thay mặt đồng chí đồng đội của mình thực hiện được cái ước mơ nguyện vọng của các bao nhiêu đồng chí đồng đội của mình và của nhân dân, để đánh vào đến cái xào huyệt cuối cùng của một tổng thống chính, của một chính quyền, và thực hiện như lời di chúc của Bác Hồ, đánh cho Mỹ cút và đánh cho Ngụy nhào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chủ tịch, nhân dân ta trải qua 21 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một cuộc chiến toàn dân toàn diện, lâu dài và ác liệt nhất, đã đem lại kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự. Những người lính không trực tiếp tham gia cuộc chiến hôm nay lại suy ngẫm về đại thắng mùa xuân năm 1975 với những bài học vô cùng quý giá được đúc kết từ thực tiễn chiến tranh của thế hệ cha anh. Đại thắng mùa xuân năm 75 ấy, chúng ta phải thấy rằng đó là thành quả tổng hợp, cấu thành của một cái loạt nhân tố mà cũng không thể dừng lại trong cái giai đoạn cuối của kháng chiến chống Mỹ được. Nó là cái kết quả tổng hợp của 21 năm kháng chiến chống Mỹ đầy gian lao vất vả của quân và dân ta trên cả hai miền Nam Bắc. Chúng ta đã bước vào cái giai đoạn cuối của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước ấy, thì chúng ta thực mà nói là kế hoạch ban đầu của chúng ta được khởi thảo ngay từ sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Cái mục tiêu hàng đầu của chúng ta, và ông Duẩn có nói rằng cái ý nghĩa quan trọng nhất của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam ấy, là Mỹ thì phải ra và quân ta thì ở lại. Cho đến năm 75 thì nhìn chung về nghệ thuật quân sự của chúng ta, chúng ta đã căng địch
ghim chặt địch hai đầu chiến tuyến phía Nam và phía Bắc. Phía Nam đó là miền Đông Nam Bộ, để chúng ta có một khối chủ lực mạnh chúng ta nằm đấy và buộc địch phải ứng phó ấy. Và một cái khối chủ lực mạnh của chúng ta là từ phía Bắc ở Trị Thiên và ở vị tuyến 17 ở quân khu 4. Cho nên là hai cái khối chủ lực ấy nó ghim chặt địch ở hai đầu chiến tuyến, và dĩ nhiên là nó buộc phải bộc lộ cái sơ hở ở quãng giữa. Chúng ta cứ mường tượng rằng cái cơ thể con người mà cái ở bên sườn bị hở, sau lưng bị hở là rất nguy hiểm, và địch biết điều đó mà là không làm sao mà vượt qua được. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai nữa, cũng do cái sự chủ quan của Mỹ, của Ngụy, là chúng nó đánh thấp, giá thấp khả năng của chúng ta. Chúng nó cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ có một thời gian nữa chúng ta mới có thể tiến lên giải phóng miền Nam được. Chúng tôi tìm gặp Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, vị tướng từng trực tiếp tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ông là tác giả nhiều cuốn sách nổi tiếng tổng kết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Về thuộc của sự ứng thì nó có nổi bật thôi. Nổi bật là cái mưu kế của ta rất hay. Tức là mình nghĩa là không về vũ khí đó, thì mình không bằng quân địch. Nó như thế. Không bằng quân địch được. Chúng ta làm gì có máy bay, địch sử có máy bay, mấy trăm máy bay. Thế còn xe tăng pháo binh thì nó vẫn nhiều hơn mình một chút, nó như thế, mình nhiều hơn mình. Thế nhưng cái giỏi là mưu kế, nghi binh lừa địch và điều động địch. Nhưng mà phải trên tinh thần là một cờ một khước của dân tộc. Cái tinh thần là dám đánh quyết đánh, không sợ hy sinh gian khổ. Không sợ địch, quyết tâm đánh địch. Ngược dòng thời gian, chúng tôi trở lại Điện Kính Thiên trong thành cổ Hà Nội. Vào năm 1975 đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị. Nhờ sự chỉ đạo sáng suốt kịp thời của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương mà chúng ta đã đề ra đường lối chính trị quân sự đúng đắn, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam mang tầm vóc thời đại. Trong cuộc chiến này, ta đã tiến hành 3 đòn chiến lược lớn: chiến dịch chiến lược Tây Nguyên, chiến dịch chiến lược Huế Đà Nẵng và chiến dịch chiến lược Hồ Chí Minh. 3 đòn chiến lược đó thể hiện được phương thức tác chiến chiến lược của ta, xuất phát từ đường lối chiến tranh toàn dân, toàn diện với 2 lực lượng, 3 thứ quân, kết hợp giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp quân sự với chính trị, tiến hành tác chiến trên toàn bộ chiến trường. Sau khi chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi, đã tạo sự căn bản về so sánh lực lượng và thế chiến lược giữa ta và địch. Phía ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ về chiến lược và tinh thần. Những tin tức thắng trận ở Tây Nguyên và những chiến trường phối hợp trên toàn quốc đã làm nức lòng nhân dân cả nước. Không khí sôi nổi chi viện cho mặt trận cả nước vì tiền tuyến lớn. Khi Buôn Ma Thuột bị thất thủ, địch bị rơi vào thế bị động lúng túng, ngày 14 tháng 3 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu sau khi đi thị sát tình hình ở Nha Trang đã quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên về giữ đồng bằng. Để đối phó với sức tấn công của quân giải phóng, chính quyền Ngụy tăng cường quân cùng với những trang bị phương tiện chiến tranh. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu hô hào quyết chiến giữ những phần đất còn lại, đặc biệt là giữ thành phố Huế. Điều mà Tổng thống Johnson lo lắng khi trước là quân giải phóng chiếm Tây Nguyên, cắt đôi miền Nam, cũng là nỗi lo lắng của Tổng thống Ford khi Tây Nguyên bị mất. Ông Ford điện ngay cho Thiệu: "Về phần tôi quyết định nước Mỹ sẽ đứng đằng sau Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút nghiêm trọng này." Nắm bắt được thời cơ cách mạng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định giải phóng Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi. Với phương án thời cơ cắt quốc lộ 1, chia cắt địch, không để chúng co cụm về Đà Nẵng. Chấp hành lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh, các quân khu Trị Thiên, quân đoàn 2, quân khu 5 bước vào chiến dịch. Từ nhiều hướng, bộ đội ta tiến vào Huế.
Cùng lúc này, song song với việc giải phóng Huế, chúng ta giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi. Ngày 26 tháng 3, ta đã giải phóng hoàn toàn Thừa Thiên Huế, cơ bản tiêu diệt toàn bộ lực lượng Ngụy đóng tại đây. Với thắng lợi của trận then chốt Thừa Thiên Huế, đẩy quân Ngụy ngày càng suy sụp về tinh thần, tạo thế và đà để chúng ta tiếp tục giải phóng Đà Nẵng. Chiến dịch Huế Đà Nẵng về mặt nghệ thuật mà nói là chúng ta kịp thời nắm bắt tình hình và kịp thời tổ chức những cái bộ tư lệnh chiến dịch, những cái người mà nằm trong bộ tư lệnh chiến dịch thì chưa bao giờ có điều kiện mà ngồi bàn với nhau để mà thảo luận cái kế hoạch, mà được hình thành một cách lâm thời và trao đổi với nhau, thống nhất phương án tác chiến với nhau trên điện đài, trên con đường cơ động, và chúng ta đánh phải nói là kịp thời đập tan những cái toan tính co cụm, toan tính rút chạy của cái toàn bộ cái lực lượng quân đoàn 1 và quân khu 1 ở phương Bắc. Chúng ta đập tan cái lực lượng này, chúng ta không cho chúng nó có cụm, chúng ta đánh tan rã và gây lên những cái sự thối động đất mạnh, làm cho tâm lý của Ngụy quân Ngụy quyền rất hoảng loạn. Đấy, tôi phải nói là, và trong cái quá trình ấy thì chúng ta kết hợp rất chặt chẽ cái đoàn tiến công quân sự và cái sự nổi dậy của quân chúng. Đà Nẵng, thành phố lớn nhất miền Trung, được Mỹ Ngụy xây dựng thành căn cứ quân sự khổng lồ, gồm hải lục không quân với hơn 7 vạn quân và nhiều trang bị quân sự hiện đại. Điều mà Mỹ và chính quyền Ngụy Sài Gòn tin rằng Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1, có thể giữ được Đà Nẵng. Trước nguy cơ mất Đà Nẵng, Thiệu Hô Hào tử thủ, vội vã đi động viên tinh thần binh sĩ. Tại Mỹ, Tổng thống Ford khẩn cấp xin Quốc hội viện trợ và cử tướng Wayne đến Sài Gòn cùng với đại sứ Martin và Thiệu bàn kế hoạch đối phó nhằm cứu vãn chế độ Ngụy quyền Sài Gòn trong cơn nguy kịch. Ngày 25 tháng 3 năm 75, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đà Nẵng. Tình hình biến chuyển rất mau lẹ, cho nên là chỉ mấy hôm sau là thì phát hiện địch có ý định bỏ Huế mà co cụm về tử thủ, có cái lệnh của Thiệu là tử thủ Đà Nẵng. Thế thì ta mới là thấy là cái tình hình như vậy là làm sao mà phải đập tan cái kế hoạch co cụm Đà Nẵng của địch, cho nên mới đề nghị thành lập cái bộ tư lệnh chiến dịch Đà Nẵng. Và trong một thời gian ngắn nhất, với cái tình huống là địch rút quân mà tiêu diệt địch ở Đà Nẵng, thì bộ tư lệnh chiến dịch là có Lê Trọng Tấn là tư lệnh, Chu Huy Minh là chính ủy, thì liên lạc với nhau trên vô tuyến điện đó. Thế thì hành quân thần tốc từ phía Bắc là vào, từ phía Nam lên. Với tư tưởng chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, kịp thời, nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ nhất và chắc thắng. Lúc đó là có thể nói là cái thần tốc cửa thắng là tính bằng giây thôi. Thế thì lúc đó là không thể họp được nữa, bộ tư lệnh không thể họp được nữa rồi. Nhận được cái điểm đó thì hai người trao đổi với nhau bằng điện đài, tư lệnh với chính ủy họp với nhau bằng điện đài, nhưng cũng hai người hiểu nhau rồi, cho nên là thống nhất ba điều. Một là với tinh thần thần tốc quyết thắng, tiêu diệt và làm tan rã gần 10 vạn quân địch ở Đà Nẵng trong hành tiến. Trong hành tiến nghĩa là vừa đi vừa đánh ấy. Và đó là một điểm. Điểm thứ hai là không cho quân địch tự thủ, bởi vì lúc đó đó thằng Diệu Thiều ra một cái lệnh là tự thủ là giữ đến chết thì thôi. Thì ở đây là thống nhất không cho nó tự thủ là điểm thứ hai. Thứ ba là không cho nó chạy về Sài Gòn. Sau bị mất Trị Thiên Huế, Quảng Ngãi,
Phần lớn tỉnh Quảng Nam, căn cứ Đà Nẵng hoàn toàn bị cô lập. Tinh thần địch lúc này hết sức hoang mang. Để chuẩn bị cho chiến dịch Đà Nẵng đảm bảo chắc thắng, Bộ Tổng Tư lệnh điều cánh quân phía Bắc do quân đoàn 2 tiến vào, hướng Nam do quân khu 5 đảm nhiệm. Sau khi giải phóng Tam Kỳ, tranh thủ thời gian di chuyển thần tốc tiến ra Đà Nẵng, siết chặt vòng vây tiến công địch theo phương án địch ở tư thế rút chạy. Sáng 28 tháng 3 năm 75. Sáng 28 tháng 3 năm 75, pháo lớn của quân đoàn 2 ở đèo Mũi Châu bắn vào sân bay Nước Mặn và bán đảo Sơn Trà. Pháo của quân khu 5 bắn vào Hòn Bằng, Trà Kiệu, v.v. Bộ binh xe tăng ta từ ba hướng Bắc, Tây, Nam và Nam tiến công mạnh mẽ địch tiến về Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng lúc này vô cùng hỗn loạn trước sức tấn công như vũ bão của quân giải phóng. Địch rút chạy ra biển và di tản theo đường hàng không về Sài Gòn. Trải qua hơn một tháng liên tục tổng tiến công và nổi dậy, chúng ta đã thực hiện hai đòn tiến công chiến lược làm cho địch thua nặng, thua đau. Hai chiến dịch lớn Tây Nguyên và Huế, Đà Nẵng, quân dân ta đã giành những thắng lợi cực kỳ to lớn, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng quân sự ngụy ở hai quân khu. Quân đoàn giải phóng 16 tỉnh, 5 thành phố, chiếm 3/4 đất đai và một nửa dân số miền Nam. Một thế trận mới chưa từng có, mở ra thời cơ mới, giải phóng miền Nam đã đến. Thế khi mà ta giải phóng xong Huế, Đà Nẵng thì là cái tình hình nó chuyển biến rất là mạnh, nghĩa là lực lượng ta rất sung sức và địch thì suy yếu nghiêm trọng rồi, đã như thế suy yếu nghiêm trọng rồi, không còn cách nào chống đỡ rồi. Thế cho nên do đó mà Bộ Chính trị với Quân ủy Trung ương là một quyết định là nhanh chóng giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Ngày 25 tháng 3 năm 75, những bộ óc ưu tú của cách mạng Việt Nam trong phiên họp Bộ Chính trị đã thông qua quyết định lịch sử tập trung lực lượng, binh khí, kỹ thuật giải quyết xong Sài Gòn Gia Định trước mùa mưa và sau đó chính thức hạ quyết tâm mở chiến dịch Hồ Chí Minh quyết chiến chiến lược lịch sử. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi mật lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút sắp tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến quyết thắng. Bộ Chính trị chỉ định 3 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị có mặt ở chiến trường, chịu trách nhiệm chỉ đạo chiến dịch. Đó là đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, Phạm Hùng làm chính ủy. Với phương châm tư tưởng, chỉ đạo tác chiến, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, Bộ Tư lệnh chiến dịch xác định phải chuẩn bị chu đáo, đánh chắc thắng, không cho địch co cụm về Sài Gòn, tổ chức các mũi thọc sâu có sức đột kích mạnh, đánh nhanh vào những mục tiêu chủ yếu, phát huy sức mạnh tổng hợp. Nam Bộ thành đồng tổ quốc luôn là chiến trường ác liệt đẫm máu trong mọi giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lúc này, quân dân Nam Bộ kiên cường, bất khuất đã thực sự là lá chắn bằng thép, giam chân kẻ địch, chia lửa với những mũi tấn công khác. Những cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Sài Gòn đã góp phần cho thắng lợi đến nhanh và trọn vẹn. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được giao trọng trách chỉ đạo cuộc nổi dậy ở Sài Gòn Gia Định, nhớ lại. Song song với là cái mũi tấn công của các cái đơn vị quân đội chủ lực thì dưới sự lãnh đạo của Trung cục và của thành ủy có rất nhiều cán bộ đi vào các tầng lớp quần chúng, phát động quần chúng để nổi dậy kết hợp với lại cái mũi quân sự. Thì các tầng lớp quần chúng ấy rất là phấn khởi vì đã nhiều năm họ cũng đã từng đấu tranh chẳng những là chính trị mà cả ngay quân sự ở trong nội thành, cho nên là họ hưởng ứng liền. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa tiếp tục tổng động viên sức người sức của chi viện trong miền Nam. Những người lính Cụ Hồ với quyết tâm và khát vọng thống nhất đất nước. Sau khi Đà Nẵng mất, Mỹ Ngụy vội vã tổ chức tuyến phòng thủ mới từ Phan Rang
qua Xuân Lộc đến Tây Ninh, huy động một lực lượng lớn cố thủ bảo vệ Sài Gòn. Ngày 9 tháng 4 trên các hướng ta đồng thời tấn công, cuộc chiến đấu ở Xuân Lộc diễn ra hết sức ác liệt. Đến ngày 21 tháng 4 năm 75, thị xã Xuân Lộc và toàn tỉnh Long Khánh được giải phóng. Thắng lợi chiến dịch Xuân Lộc đã đập tan cánh cửa thép phía đông Sài Gòn, làm suy sụp nhanh tinh thần chiến đấu của quân ngụy. Trước sức mạnh của dòng thác cách mạng không gì ngăn cản được, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu buộc phải từ chức và chọn Trần Văn Hương lên thay. Giờ cáo chung của chế độ tay sai do Mỹ dựng lên ngày càng đến gần. Để chuẩn bị cho chiến dịch quyết chiến cuối cùng, những cánh quân ta từ nhiều hướng đã áp sát Sài Gòn. Đây là chiến dịch có quy mô lớn về sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, giữa các binh chủng, quân chủng, sự kết hợp trên quy mô lớn, ba mũi giáp công, tiến công quân sự với sự nổi dậy của quần chúng. Đảng ta đã sáng suốt chỉ đạo cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam trong việc tạo thời cơ và vận dụng thời cơ. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 75, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu nổ súng. Từ bốn hướng, năm cánh quân của ta tiến công vào tuyến phòng thủ ở ngoài của địch, thực hiện bao vây cô lập triệt để Sài Gòn. Sau 2 ngày giao tranh ác liệt, quân ta thực hiện tốt việc ngăn chặn chủ lực địch ở vòng ngoài. Các hướng tiếp tục tiến công theo đúng kế hoạch vạch ra. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, nội các ngụy quyền Sài Gòn rối loạn. Trần Văn Hương nhường ghế Tổng thống cho Dương Văn Minh để hy vọng có thể thương lượng với cách mạng. Lúc này, biên đội 5 chiếc máy bay A-37 thu được của địch do Nguyễn Thành Trung dẫn đường ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất và phối hợp với tấn công của đặc công làm tê liệt hoạt động của sân bay này, đẩy địch vào thế hoảng loạn. Trên toàn mặt trận, quân giải phóng đã đánh chiếm được những vị trí quan trọng của cửa ngõ Sài Gòn. Ngày 29 tháng 4 năm 75, ta tấn công trên toàn mặt trận, chặn và tiêu diệt chủ lực của địch ở vòng ngoài, đồng thời thọc sâu cùng lực lượng tại chỗ, chiếm những địa bàn quan trọng ở vùng ven Sài Gòn. Sài Gòn hỗn loạn trong di tản, giờ phút sụp đổ của chế độ ngụy Sài Gòn đang đến gần. Đại sứ Martin cùng chùm tình báo quân bay tháo chạy bằng máy bay trực thăng. Sáng 30 tháng 4 năm 1975, các cánh quân ta đồng loạt tiến vào nội đô, chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, chiếm biệt khu thủ đô, chiếm bộ tổng tham mưu ngụy, chiếm tổng nha cảnh sát và toàn bộ những mục tiêu quân sự quan trọng khác. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng chiếm Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh và toàn thể nội các đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại toàn thắng. Thắng lợi cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh đã đưa các mục tiêu cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến giây phút hoàn thành chói lọi. Chúng ta mừng vui đến trào nước mắt bởi có ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Sài Gòn và trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Dân tộc ta đã chiến đấu ròng rã 30 năm trời, chỉ tính riêng 21 năm chống Mỹ đã có biết bao đồng bào, đồng chí hy sinh, đã có biết bao chiến công được xây đắp nên bằng máu xương và nước mắt để dân tộc ta có ngày vui lịch sử này. Lời Bác này đã thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh.
năm 1975, Việt Nam long trọng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 30 trong niềm vui vô hạn. Tổ quốc đã hoàn toàn độc lập thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, cả dân tộc mừng thắng lợi hoàn toàn. Thưa đồng bào và chiến sĩ, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đưa đến một kết quả tất yếu, thống nhất tổ quốc Việt Nam. Và lần này, sự nghiệp thống nhất tổ quốc dựa trên cơ sở cả nước độc lập tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự thống nhất vững chắc nhất với nội dung cách mạng và những tư tưởng và tình cảm cao đẹp nhất từ trước đến nay. Giờ đây, 45 triệu người Việt Nam cùng nhau ra sức phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, đời sống hạnh phúc, làm cho nước Việt Nam ta đời đời là tổ quốc tươi đẹp. Đánh giá về thắng lợi vĩ đại của chiến tranh giải phóng miền Nam, nhà báo Mỹ Neil Sorkin đã viết: sau những năm dài tìm cách khuất phục một dân tộc nghèo khổ bằng sự tàn bạo của sức mạnh kỹ thuật của mình, nước Mỹ, một nước giàu mạnh nhất trên quả đất này, cuối cùng bị người Cộng sản Việt Nam đuổi ra khỏi bán đảo Đông Dương. Như vậy, thắng lợi của người Việt Nam là một thí dụ vô song về toàn thắng của trí tuệ con người với máy móc.